chùa Thiên Quang điểm dừng chân của Phật tử thập phương. Đến Bình Dương, ngoài chùa bà còn có rất nhiều ngôi chùa linh thiêng luôn được mọi người kính nể. Trong số đó phải kể đến chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương. Ngôi chùa này là điểm dừng chân của rất nhiều Phật tử. Đến chùa Thiên Quang bạn sẽ được tịnh tâm, lắng nghe kinh Phật. Lời thuyết giảng của sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ. Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng Phật pháp nghe hay lắm các bạn ạ. Ai đã từng được sư cô thuyết giảng lần đều thấm nhuần Phật pháp và muốn đi nghe các lần thuyết giảng sau. Đôi nét về chùa Thiên Quang Bình Dương, địa chỉ 106/15, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274-3773-438-5, thành lập 1972, người sáng lập chùa Thiên Quang Bình Dương được Ni trưởng Huệ Giác, viện chủ Quan Âm tu viện Biên Hòa, Đồng Nai, khai sơn vào năm 1972, năm trùng tu, vào ngày 2 tháng 5, nhằm ngày 14 tháng 3 năm Ất Mùi. Chùa Thiên Quang Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ đúc chuông và khởi công xây dựng chánh điện, đặc điểm chùa, truyền đạo và giúp đỡ người hoàn cảnh khó khăn ngộ đạo. Lịch sử hình thành chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương. Quá trình hình thành chùa Thiên Quang Bình Dương mình được nghe từ các tăng ni chùa Thiên Quang kể lại như sau. Chùa Thiên Quang được Ni trưởng Huệ Giác, viện chủ Quan Âm tu viện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khai sơn vào năm 1972. Trong quá trình 40 từ khi thành lập chùa nằm trong khu vực Hồ Đá. Đến năm 2011, Ni trưởng Huệ Giác hiến đất Thiên Quang cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương làm nơi xây dựng chùa. Nhận được sự hỗ trợ của Sở Nội vụ, các cấp chính quyền địa phương và lòng hảo tâm từ các mạnh thường quân. Đến tháng 6 năm 2012 thì tịnh thất Thiên Quang chính thức trở thành chùa Thiên Quang. Người vinh dự tiếp nhận chủ trì chùa Thiên Quang là sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ. Trong quá trình xây dựng chùa Thiên Quang Bình Dương, mặc dù nhân duyên đã đủ, lại nhận thêm được sự tín nhiệm của rất nhiều Phật tử từ khắp nơi cúng dường. Vào ngày 2 tháng 5, nhằm ngày 14 tháng 3 năm Ất Mùi, chùa Thiên Quang Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ đúc chuông và khởi công xây dựng chánh điện. Chùa đã cho đúc đại đồng chung nặng 1 tấn với kinh phí hơn 500 triệu đồng. Xây dựng thêm các công trình của chùa Thiên Quang Bình Dương với diện tích hơn 9.000 mét vuông. Các công trình xây dựng này gồm chánh điện, nhà tổ, nhà chủ, đông lang, tây lang, vân vân trên diện tích đất ngôi chùa cũ. Tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, trưởng ban Giáo hội Phật giáo Dĩ An đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui với đại lễ đúc đại đồng. Chùa Thiên Quang nhận được sự chúc mừng của tất cả mọi người nhân ngày đại lễ đúc đồng chung. Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thay mặt chùa Thiên Quang Bình Dương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã đến chia vui trong ngày đại lễ đúc đại đồng và khởi công xây dựng các công trình của chùa Thiên Quang Bình Dương. Sau khi thức khánh khánh đại lễ đúc đồng và khởi công xây dựng các hạng mục ở chùa Thiên Quang Bình Dương, sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ cùng toàn thể chư tôn đức cùng Phật tử đã nhất tâm làm lễ cầu nguyện cho Phật sự đúc đại đồng sớm thành công hoàn mãn. Khóa tu ở chùa Thiên Quang Bình Dương. Chùa Thiên Quang Bình Dương thường xuyên tổ chức các khóa tu ngắn ngày và các buổi thuyết giảng của sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ. Điển hình thời gian gần đây nhất là hoạt động nhằm hưởng ứng bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam ngày 18 tháng 4 năm 2019, chào mừng Đại lễ Phật Đảng Liên Hiệp Quốc Vesak năm 2019 tại Việt Nam. Để ủng hộ tấm lòng Đức Phật Từ Bi và ủng hộ sự kiện này, Chùa Thiên Quang Bình Dương đã thường xuyên tổ chức các khóa tu ngắn hạn và tặng quà cho người khuyết tật vào các ngày liên tiếp 5 tháng 4 năm 2019. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, với sự tham gia của tất cả các sư cô trong chùa Thiên Quang Bình Dương, sự giúp sức của các quý học sĩ gần xa, các nhóm thiện nguyện với hơn 1.000 người. Chương trình chăm sóc người khuyết tật tại chùa Thiên Quang Bình Dương. Chương trình thuyết giảng Phật pháp, truyền đạo của sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ nhằm mục đích giúp cho người khuyết tật biết ứng dụng giáo lý vào trong cuộc sống, giảm bớt nỗi khổ tâm, niềm đau trong họ với mong muốn có cuộc sống an lạc, có được niềm vui hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Trong chương trình bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam,
các ni sư ở chùa Thiên Quang Bình Dương đã trao tặng hơn 500 phần quà đến những người khiếm thị, giúp họ đỡ phần nào trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Chùa Thiên Quang Bình Dương còn làm rất nhiều chương trình khác nhau nhằm giúp đỡ cộng đồng, tuyên truyền luật nhân quả, Phật Pháp đến Phật tử, giúp họ giác ngộ và hướng đạo, mang đến những điều tốt cho cuộc sống. Kinh nghiệm đúc kết từ chuyến đi chùa Thiên Quang Bình Dương. Đây là kinh nghiệm thực tế mình đúc kết được từ các chuyến đi đến chùa Thiên Quang Bình Dương, các bạn tham khảo, có gì góp ý thêm nhé. Ăn mặc kín đáo, không nói chuyện cười đùa, ăn nói lễ phép nơi cửa Phật, câu cửa miệng ở đây nên là Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Để tôn trọng Phật Pháp, các vị tăng ni ở chùa được nghe sư cô Thích Nữ Hương nhũ truyền giảng Phật Pháp, mình cảm thấy tâm tịnh như chút bỏ mọi buồn phiền, lo toan của cuộc sống, giác ngộ về đạo, thành tâm hướng thiện, giúp ích cho đời. Từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày của cuộc sống, người ta thường bảo tu đâu không bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Trước khi đi tu ở bất kỳ đâu, chúng ta phải có hiếu, phụng dưỡng ba mẹ mình trước, như vậy đi tu mới có ý nghĩa. Chùa Thiên Quang Bình Dương, địa điểm thành tâm cúng bái của Phật tử Bình Dương, mang đến cho chúng ta những giá trị thật về Phật Pháp và ý nghĩa cuộc sống. Nếu có duyên hãy ghé chùa Thiên Quang Bình Dương một lần để nghe sư cô Thích Nữ Hương nhũ thuyết giảng về Phật Pháp bạn nhé.